Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Động thái đầu tiên của Hoàng Anh sau khi bị vợ nói phản bội. Hoàng Anh chưa phủ nhận cũng chưa khẳng định thêm điều gì về thông tin trạng nước hôn nhân, nhưng đã ăn đủ gạch đá từ khán giả. Diễn viên Hoàng Anh là tâm điểm bàn tán trong suốt 24 giờ qua, xoay quanh trục trặc hôn nhân với vợ Việt Kiều. Theo lời tố cũ Như Quỳnh, Hoàng Anh ngày càng vô trách nhiệm với vợ con, bỏ nhà đi 2 tháng rồi âm thầm nộp đơn ly hôn, khiến cho cô sững sờ. Như Quỳnh chua xót, niềm tin và sự yêu thương của em hoàn toàn sụp đổ khi em nhận được đơn ly hôn. Từ tòa án ghi rõ ngày 30 tháng 10, anh đã nộp đơn. Điều này có nghĩa là trước khi rời bỏ mẹ con em, rời nhà mình, sang ở nhờ nhà bạn, anh đã tính toán cẩn trọng từng bước chuyện ly hôn. Chỉ mình em không hiểu, hết lòng dạ người chung chăn gói. Mặc kệ truyền thông và dư luận, Hoàng Anh vẫn thản nhiên đăng bài bán hàng trên Facebook cá nhân. Anh chưa lên tiếng chính thức về ồn ào đời tư. Dưới phần bình luận, nhiều người đổ vào chửi bới nam diễn viên, cái kiến còn bơi móc mỉa mai thâm thúy, có loại nước hoa nào xịt vào cho hết mùi đàn ông giả tạo và hết mùi hèn không bạn. Bà xã Hoàng Anh cũng chưa có thêm động thái nào sau ta tết dài vạch mặt chồng. Bên cạnh đó, người phụ nữ khiến cho Như Quỳnh hờn ghen nghi có mối quan hệ đặc biệt với Hoàng Anh tại Mỹ, mới đây đã đăng bài dằn mặt những ai vào trang cá nhân để chỉ trích cô. Trước đó, Như Quỳnh đã đăng dòng trạng thái cuộc hôn nhân nào cũng có lúc cơm không lành canh không ngọt, và hạnh phúc nào cũng sẽ đến hồi kết ở những lúc ta không thể nào ngờ được. Vợ chồng mình bên nhau đã 2 năm, em nghĩ khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để vợ chồng mình nắm tay nhau vượt qua mọi cái đắng ngọt bùi. Em chưa từng nghĩ sẽ làm vợ một diễn viên nổi tiếng, một ngày sau, nên cũng đâu thể ngờ những áp lực của sự soi mói, chỉ trích căng đo đong đếm về ngoại hình nhan sắc mà những fan của anh nhìn em, đặt lên vai em, đơn giản em chỉ muốn là một người vợ toàn tâm, toàn ý yêu chồng, vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Em cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày để xứng đáng với một ngôi sao của công chúng. Từng sự tự ti về bản thân, em có những giây phút hờn ghen của phụ nữ thường tình khi anh quay chung với bạn diễn, một người không mấy tiếng tăm tốt. Là vợ dĩ nhiên em phải xót, phải lo. Vì yêu nên em muốn anh hãy ghét một chút cái tôi cá nhân để em thấy được sự an toàn. Điều đó là sai sao à? Không quay chương trình này vẫn biết bao chương trình khác, không có bạn bè đồng nghiệp này, anh vẫn còn biết bao người yêu thương mình. Em hy vọng anh sẽ một lần vì em hạ cái tôi, nhưng anh lại chọn cách bỏ nhà đi 2 tháng mặc kệ em và con không màng. Trái tim em trải qua từng cơn đau khi nu nhớ anh. Em phải hạ cái tôi, gạt sĩ diện để năn nỉ anh, nhắn cho anh từng tin nhắn trút hết tâm tư, trả lời phỏng vấn báo chí, được gửi lời xin lỗi đến anh. Vì em mong anh có buồn, em cũng hãy nghĩ đến con gái, nghĩ đến tình yêu em dành cho anh mà hồi đầu. Trong lòng em giận nhiều nhưng thương cũng nhiều. Còn gia đình em, bố mẹ em, dù không chấp nhận chuyện anh bỏ đi, buông rơi trách nhiệm của người làm cha và làm chồng, nhưng bố ruột của em vẫn hạ mình nhắn tin gọi điện để khiến anh quay về và nói chuyện rõ ràng, nhưng anh cũng bỏ ngoài tai. Năm 2017, Hoàng Anh kết hôn với bà xã Việt Kiều là Quỳnh Như. Thời điểm đó, nhiều người hâm mộ cho rằng Quỳnh Như không xứng với Hoàng Anh về ngoại hình. Cô bị chê bai nhưng nam diễn viên vẫn mừng mực bảo vệ vợ. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, cư dân mạng phát hiện Hoàng Anh không còn đăng ảnh bên vợ con như trước đây. Hoàng Anh ly hôn khiến cho dân mạng nhớ công của gạo nếp gạo tẻ. Diễn viên Hoàng Anh hiện đang bị vợ Việt Kiều tố cáo bồi bạc sau 3 năm chung sống. Không thể gặp trực tiếp nhưng Như Quỳnh ngụ ý vì Hoàng Anh lợi dụng mình để sang Mỹ định cư. Cô khai đắng, khi em nhận lời làm vợ anh, rất nhiều bạn bè người thân đã khuyên em hãy suy nghĩ kỹ. Họ bảo anh chỉ coi em như một công cụ, một phương tiện để sang xứ cờ hoa này. Khi đủ lông đủ cánh, anh sẽ vứt bỏ em không thương tiếc. Em đã phản bác, cãi lại và thiện chí giận dỗi họ vì cho rằng họ nghĩ xấu danh, và quan trọng nhất là em tin vào chồng mình. Giờ đây anh đáp lại sự tin yêu và tôn trọng của em bằng sự phủ vàng và nhẫn tâm đến vậy sao anh? Đọc tới đây, nhiều người nhanh chóng nhớ tới vai diễn của Hoàng Anh trong bộ phim Trình Đám Nhất Màn Ảnh Nhỏ năm 2018, Gạo Nếp Gạo Tẻ. Trong phim, Hoàng Anh đóng vai công, người đàn ông ham chơi, không lo làm ăn, rồi ngoại tình với bồ giàu, mặc kệ vợ con lam lũ. Khi phim đang hot, Hoàng Anh trả lời phỏng vấn và khẳng định, trong xã hội hiện nay thì thật ra không thiếu những người đàn ông giống như công, giàu đổi bạn sang đổi vợ ma. Khi không có tiền thì không cần sĩ diện, nhưng một khi người đó có được chút tiền trong tay thì mọi thứ khác ngay, có thể nói công và hình ảnh không mấy xa lạ với khán giả. Hoàng Anh lúc đó còn miêu tả về bản thân
Ở ngoài thì tôi điềm đạm hơn vai Công nhiều. Công là một nhân vật vừa người lớn mà cũng vừa con nít, vừa có sự tính toán trong đó nữa. Anh ta hiền cũng không hiền, nhưng ác thì lại không hẳn là ác. Trong cái sự tính toán của Công vẫn còn cái nghi ngô. Tôi sống chậm hơn chứ không vội vàng như Công trong phim. Điểm giống giữa tôi với Công có lẽ là trong tình yêu. Khi đối xử với vợ mình, đôi khi tôi cũng hay đùa giỡn, giống như lúc Công đùa giỡn với Hương vậy. Suy cho cùng thì đối với vợ mình, đôi khi đàn ông cũng giống như một đứa trẻ mà. Tôi không biết thực hư đằng sau câu chuyện ly hôn này như thế nào, nhưng hiện tại Hoàng Anh đang phải nhận nhiều luồng chỉ trích. Nam diễn viên cũng chưa hề lên tiếng giải thích hay thanh minh gì. Cư dân mạng có người trách, nhưng cũng có kẻ bán tín bán nghi, và chỉ chính người trong cuộc đứng ra làm rõ.